con người sinh ra là tâm lúc nào cũng đã thiện lành rồi. À, thiện tới bây giờ luôn. Dạ. Tất nhiên là biết phải biết nhẫn đúng không? Luật chơi không thay đổi nhưng mà mình có thể đổi người chơi không hả? Đổi người chơi không hả? Ý em tính sao? Không, ý em chỉ nói gì thôi. Tức là chị ý em đổi ai? Chị muốn đổi anh Lâm Hùng đúng không? Đổi ai mà tự nhiên cho nói tới câu đó chơi quen qua chơi nhịn anh Hùng. Đổi gì? Vô tình thôi, trùng hợp thôi. Bởi vì chứ Lâm Bí Dạ, Lâm Bí Dạ rất là người rất có tâm. Anh sẽ tặng thêm chữ nhẫn. Anh sẽ tặng thêm chữ nhẫn. Sữa trái cây lúc Manto, vị ngon thật wow, nâng cao miễn dịch. Xin chào mừng toàn thể quý vị khán giả thân thương đã đến với chương trình Nhanh Nhất Chơi. Thưa quý vị thân mến, đây là đêm bán kết thứ hai. Chúng ta tiếp tục tìm một đội nữa để vào chung kết và giải thưởng cho đêm chung kết là vô cùng lớn. Thưa quý vị, chương trình Nhanh Như Chớp do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên HTV7. Đêm nay là một cái đêm rất là vui và rất là hào hứng bởi vì hai đội chơi của chúng tôi là những người vô cùng hài hước. Dạ. Và quen mặt với người khán giả trên truyền hình. Vâng. Nhóm đầu tiên thì em nghĩ là nhóm đầu tiên là xét về độ yêu thương nhiều. Độ yêu thương nhiều là gì? Em thấy đội này á là lúc trước có chơi với đội khác á. À. Là tuy là đội kia là có thể cho thua luôn cũng được. Ừ. Nhưng mà người ta giúp để cho người ta vượt qua. Thưa quý vị, không phải lúc nào nói chuyện cũng hiểu nhau. Còn lúc đó ngủ với Huỳnh Lập á, giúp với Dân Chu á, cứ cho đi lên hoài á, anh nhớ không? Thì ra là vậy. Dạ. Cho nên em thấy là đây là có nhiều lòng cái gì nhân đạo. Lòng cái gì nhân đạo. Vâng, quá tuyệt vời. Dạ. Vâng. Xin giới thiệu đội nhân đạo là Nguyên Thảo, Huỳnh Lập và Nguyễn Đình Vũ. Xin mời. Xin chào tất cả các bạn. Đây là đêm bán kết rất là quan trọng. Chúng ta sẽ giành được vé vào chung kết. Thì khi vào chung kết rồi thì chúng ta có thể có hai vị trí, một là quán quân, hai là á quân thôi. Ít nhất cũng mang về 30 triệu đồng. Ít nhất. Đó là ít nhất, thấp nhất là chắc chắn. Nếu vào đêm chung kết. Thì hôm nay sự trở lại của Nguyễn Đình Vũ, Nguyên Thảo và Huỳnh Lập. Hôm nay Thảo thấy e thẹn quá. Dạ, hôm nay em hồi hộp quá. Sao vậy? Mấy lần trước em chơi em không có căng thẳng lắm. Nhưng mà không hiểu sao cái vòng này em căng thẳng quá. Sao vậy? Không biết nữa, làm như tiền nhiều quá. Áp lực đồng tiền làm cho em căng thẳng hay sao? Anh tưởng là áp lực đồng nghiệp. Em quá quen rồi. Dạ em mời anh tiếp tục chương trình đi anh. Ai? Dạ anh Vũ. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Tôi là Nguyễn Đình Vũ. Phải khó khăn lắm tôi mới lọt được tận vào vòng trong này. Tôi hy vọng rằng bằng kiến thức, sự thông minh và nhạy bén của mình, tôi sẽ chiến thắng và tất cả các người chơi chiến đấu với tôi đều thua thảm bại. Dễ sợ chưa? Ê, nhưng mà tinh thần của anh và em không có một cái ý đó luôn á. Dạ đúng rồi, em cũng không có ý như anh Vũ nữa. Cái ý của em là sao? Cái ý của em là rất là hòa nhã luôn. Đâu? Rất là nhân văn. Cho dù cuộc sống có bộn bề tới đâu, chúng tôi ở tứ xứ thì đến tới cung giờ này, chúng tôi tụ tập về đây để mang đến cho tất cả quý khán giả những giây phút giải trí vô cùng thú vị. Sợ quá, sợ quá. Thì đội của chúng ta gặp làm đội nó vô cùng dữ dội. Là bố mẹ sinh ra là sinh cái miệng trước, cái đội tiếp theo á. Rồi cũng là có những người duyên dáng vô cùng. Và bên cạnh đó cũng có những người đang duyên dáng lắm. Nuôi con quạ. Nuôi con quạ. Nuôi con quạ. Mời các bạn vào vị trí A. Dạ. Dạ. Và bây giờ tôi sẽ xin giới thiệu anh Long Hùng, Lâm Mỹ Dạ và Đạt Long Vinh. Xin mời. Đây là một đội rất là mạnh, mạnh về kiến thức, mạnh về sự duyên dáng.
Đâu có mạnh ai nấy chơi đó. Dạ, đội em là đội mạnh ai nấy chơi. Lâm Vy Dạ cũng thưa quý vị là cũng quá quen thuộc rồi, là một người duyên dáng và hôm nay cũng là lần đầu tiên, cũng lâu lắm rồi ha. Mới thấy Lâm Vy Dạ mặc bộ quấy như thế này. Bộ quấy? Ủa em mặc bộ này vô nó quấy mọi người lắm hay sao vậy? Lý do gì hôm nay mặc được bộ quấy như thế này? Dạ, tại vì giờ hôm nay thấy các bạn chơi đều là những người trẻ cho nên em cũng muốn níu kéo một chút tuổi xuân thì... Nhưng mà đẹp mà. Dạ, cảm ơn anh. Nhìn dạ là người ta cứ nghĩ là hả 28, 29 gì thôi. Dạ. Chứ người không nghĩ là 37, 38 đó. Chứ người không nghĩ là 37, 38 đó. Tới giờ em không biết luôn á. Thôi đừng bàn về em nữa. Dạ, còn hai nhân tố kế bên nè. Có gì đâu nói. Ủa? Ủa sao vậy? Là chắc chắn anh Hùng sẽ nói trước rồi đó chị. Ủa em biết luôn. Dạ, em nói trước đi, em nói trước. Anh Hùng là lớn, anh Hùng sẽ nhường. Đạt Long Vinh xin chào tất cả mọi người. Đến với bán kết ngày hôm nay thì Vinh chỉ mong rằng đem thật là nhiều tiếng cười cùng chị Dạ với anh Hùng với đội bạn gửi đến cho mọi người thôi. Còn cái em việc muốn tiếng cười thì tới chị là em ngưng rồi. Tới chị là em ngưng rồi. Anh Hùng là không cười nổi đâu. Còn việc thắng thua thì anh Hùng sẽ lo việc thắng thua. Dạ. Hồi nãy em nghe nói là có ai muốn tiêu diệt hay là bài trừ đội bạn gì đó. Ở đâu bên này có không? Thảm bại, thua thảm bại. À, muốn đội bạn thua chị, thảm bại. Chị, anh này nè chị. Chưa gì hết mà nghe từ trước quá. Dạ. Còn đội em là đội nhân chi sơ tính bổn thiện. Wow. Dạ. Con người sinh ra là tâm lúc nào cũng đã thiện lành rồi. À, dạ, thiện tới bây giờ luôn. Dạ. Tất nhiên là biết phải biết nhẫn đúng không? Anh thả quả ra rồi. Giờ tôi mới hiểu được. Thì ra đu quả là đây. Lâm Hùng rất là hân hạnh được trở lại với chương trình Nhanh Như Chớp. Và hôm nay đêm là để bán kết, Lâm Hùng xin gửi đến tất cả quý thân thương lời chào trân trọng. Và hy vọng đêm nay Lâm Hùng cũng như Lâm Vy Dạ và Đạt Phong Vinh sẽ mang đến quý vị niềm vui, tiếng cười. Thắng thua không quan trọng, nhưng Lâm Hùng cũng khẳng định Lâm Hùng là một cái thành phần may mắn trong đội của mình. Không gì mà càng nhỏ vậy không? Cái thành phần may mắn. Anh nói càng ngày càng nhỏ em không nghe những cái câu sau cùng anh nói là gì luôn á. Không sao cả, đến với niềm vui mang lại cho khán giả niềm vui là được rồi. Dạ. Chúng ta là nghệ sĩ thì mang cho quý vị nhiều niềm vui đó là thành công nhất rồi. Dạ, cảm vâng. ơn. Xin mời vào vị trí B. Vâng. Thì cả hai đội là cũng đều rất là mạnh, bởi vì không mạnh thì không thể nào vào cái đêm bán kết như này. Chúng ta đã có một đội vào đêm chung kết, đó là Miss Thi, Hải Triều và Trà Ngọc. Bây giờ trong hai đội mình, đội nào thắng sẽ đụng độ với đội thắng ở vòng bán kết 1, đây là bán kết 2. Wow. Yeah. Luật chơi vẫn như cũ, chưa có gì thay đổi cả. Và bây giờ là cặp đầu tiên luôn quan trọng. Hầu hết những số gần đây, cặp đầu tiên mà người nào thắng thì đội đó luôn chiến thắng. Những tuần gần đây. Dạ, anh ơi, luật chơi không thay đổi nhưng mà mình có thể đổi người chơi không ạ? Đổi người chơi không ạ? Ý em tính sao? Không, ý em chỉ nói gì thôi. Tức là chị ý em đổi ai? Chị muốn đổi anh Lâm Hùng đúng không? Chị muốn đổi ai mà tự nhiên cho nói tới câu đó chị quen qua chị nhìn anh Hùng. Đổi gì? Vô tình thôi, trùng hợp thôi. Bởi vì Lâm Vy Dạ, Lâm Vy Dạ rất là người rất có tâm. Anh sẽ tặng thêm chữ nhẫn. Anh sẽ tặng thêm chữ nhẫn. Thì cuộc sống là vậy thưa quý vị. Thì ông trời luôn là công bằng với tất cả mọi thứ. Dạ. Khi ông lấy người này một điều gì đó thì ông sẽ cho lại một điều khác. Anh nhiều ơi khi sao nó gặp... ông lấy hết của anh Hùng vậy? Đâu em nói gì sao, em nói sao được. Anh Hùng là một nam ca sĩ mà ngày xưa gọi là hoàng tử miền Tây. Đúng rồi. Là nổi đình nổi đám cho đến tận bây giờ vẫn còn làm nghệ thuật một cách gọi là mạnh mẽ và quyết liệt nhất tới bây giờ. Mấy ai được như anh Hùng. Và đẹp trai thì mấy ai được như anh Hùng. Ngày xưa tôi làm việc anh Hùng, lúc đó tôi không ai biết tôi, tôi ra là tôi thấy anh Hùng là từ trên dưới là đồ hiệu hết. Thì cái thời điểm đó là năm 2007 anh hả? Lẽ năm đã 6 gì đó. Wow. Là một người khủng khiếp. Và hả bây giờ là có tất cả mọi thứ. Có thiếu gì đâu, chỉ thiếu duyên chán thôi. Chỉ thiếu duyên chán thôi. Chứ có thiếu gì đâu. Mà cái đó bây giờ còn lắm dài. Cái đó bây giờ là lên truyền hình rất còn nha. À. Còn cái đó đó. Thì bây giờ sẽ mở đầu cặp chơi đầu tiên. Quan trọng như đã nói, thường hôm nay lượt đầu tiên đội thắng là thắng luôn. Đầu xuôi đưa lọt gì vậy? Đầu xuôi đưa lọt vậy? Quan trọng bên kia là ai đã? Nguyên Thảo. Nguyên Thảo. Chị khiển luôn rồi, chị khiển em. Chị lên. Chọn luôn rồi, chị đúng khiển rồi. Em luôn rồi. Lên Thảo. Chị đi. Khiển em luôn rồi. Mình... Mời em. Mình... Mời em. Chưa kịp giao lưu luôn. Chưa biết chuyện gì xảy ra luôn. Hình như
là chị khiển em hay sao á, chị khiển em được á, chị vô nói là Thảo lên, rồi xong Thảo lên trước là em cũng lên luôn á, không em không có sự lựa chọn luôn đó, chị khiển em rồi đó. Ồ, em bị tâm lý yếu rồi, chị khiển em thắng luôn chị dạ ơi.